Em chào cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm. Bên em chuyên các dòng gốm sứ Nhật cao cấp. Anh chị xem video mà cảm thấy mà yêu thích cái món nào hoặc là sản phẩm nào á, thì có thể điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại 0913 330469. Điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại 0913 330469 nha anh chị. Rồi em lên mã tiếp theo. Em lên mã đầu tiên. Em có bộ bình trà, một bình 5 ly, một bình 5 ly nha anh chị. Bộ trà này thuộc dòng trà xưa, tất cả họ tiết đều bị miền Tây hết nha anh chị. Tất cả họ tiết của cái bộ trà này, từ bình cho tới ly cho tới nắp đồ là bỉa bàn tay hết. Kiểu bộ trà này là trà xưa này, ly có nắp như thế này, mặt sau có truyện ký nha. Rồi, bình này là bình lọc tổ ong nha chị. Bình này là bình lọc tổ ong. Bộ trà này là mới 100%, nhưng mà do để bên ngoài nó bụi á. Lọc này là lọc tổ ong. Bên phía mặt dưới của bình không có truyện, nhưng mà nó có truyện trong nắp như thế này nè. Đa số các cái dòng bình này là dưới mặt dưới không có truyện, nhưng mà nó có truyện trong nắp. Đường kính của miệng ly là 8 và cao là 5,5. Ly này đường kính miệng là 8, cao là 5,5. Miệng bình này là 9, cao là 9 luôn nha anh chị. Miệng bình là 9 và cao là 9 luôn. Bình này dung tích khoảng 500ml. Một bộ như thế này, một bình 5 ly, có truyện ký đầy đủ, họ tiết vỉa tay. Rồi anh chị thích cái bộ bình này thì lên cho em mã E29 giá 1 triệu nha anh chị. E29 giá 1 triệu, một bình 5 ly. Tất cả họ tiết đều bị bằng tay và có tí chuột đầy đủ nha. Không tì vết gì hết. Có một bộ hoa đào, bộ hoa đào này em có 2 chiếc lớn và 1 chiếc bí. Bộ hoa đào này em có 3 chiếc, 2 chiếc lớn và 1 chiếc bé nha anh chị. Đây chiếc bé đây. Viền của bộ này, viền của cái bộ chiến này á là viền nhún nhẹ nha. Viền của bộ chiến này là viền nhún nhẹ. Họ tiết hoa đào. Bên phía mặt dưới có truyện và cái viền ngay chỗ dưới mặt dưới cũng là viền men xanh lam nè. Bộ 3 cái, 3 chiếc, 2 chiếc lớn và 1 chiếc bé. Có họ tiết trong lòng. Có họ tiết trong lòng. Của chiếc bé nhất là 10, miệng là 11 và cao là 6. Rồi đường kính của 2 chiếc lớn là 12 và cao là 7 nha anh chị. Rồi họ tiết hoa đào bên trong lòng, viền nhúng
bên ngoài, mặt sau có ký truyện đầy đủ, một bộ ba chiếc, hai chiếc lớn, một chiếc bé. Anh chị thích thì lên cho em mã E30, giá 100k ba chiếc nha anh chị. E30 giá 100k ba chiếc như thế này. Rồi em lên mã tiếp theo, em có một cặp lục giác ngũ sắc. Cặp này là cặp tôi lỡ lục giác. Em xin lỗi anh chị nha, không phải cặp mà nó chỉ có riêng một chiếc như thế này thôi, tại hai chiếc nó có hình lục giác giống nhau nên là em tưởng nó là một cặp. Rồi chiếc lục chiếc tô lỡ lục giác này. Dòng này là dòng ngũ sắc nha anh chị, lục giác, bên trong có họa tiết hoa. Bên trong có họa tiết hoa nha anh chị. Bên ngoài cũng là hoa và dòng này là dòng vỉ ngũ sắc. Mặt dưới có ký truyện đầy đủ. Rồi, tô này kích thước là đường kính miệng là 18 và cao là 5 nha anh chị, đường kính là 18 và cao là 5. Anh chị thích thì lên cho em mã Y31 giá 280k. Cái tô lục giác này E31 giá 280k. Truyện ký đầy đủ. Rồi em lên một mã lục giác, em lên một mã lục giác nữa nè, cũng là tô lục giác nhưng mà là họ tiết khác. Rồi cũng là tô lục giác nhưng mà chiếc hồi nãy là họ tiết khác, chiếc nào họ tiết khác nha anh chị. Bên trong có họa tiết hoa, mặt dưới có ký truyện, có truyện ký đầy đủ. Tô này là tô lục giác. Rồi đường kính của tô này, đường kính của tô này là 18 và cao là 5. Rồi anh chị thích cái mẫu này thì lên cho em mã E32 giá 200k chiếc này. Chiếc hồi nãy họa tiết đẹp hơn chiếc này nha anh chị. E32 giá 200k chiếc này nha. Rồi em lên mã tiếp theo, em có một chiếc bình sake. Bình sake chữ thư pháp nha anh chị. Chữ này là chữ thư pháp viết bằng men xanh lam nè. Bên trên là bên trên cái thân trên của bình là được làm bằng men chảy nè. Miệng bình rót như thế này. Rồi cái bình này nó đơn giản, nó chỉ có một họa tiết là chữ thư pháp vẽ bằng men xanh lam và ở trên là men chảy như thế này thôi. Nó đơn giản nhưng mà nó đẹp anh chị. Miệng là miệng rót nha. Rồi em báo với anh chị là mặt dưới của cái bình này không có ký truyện nè. Miệng của bình này là 7 và cao là 13 nha anh chị. Miệng của bình này là 7 và cao là 13. Anh chị thích cái bình sake này thì lên cho em mã E33 giá 150k nha anh chị. E33 giá 150k cái bình rót này nè. Bình sake rót. Rồi em lên cho anh chị mã
cặp ly phu thê. Ly này là ly phu thê nha chị. Họ ly này là thuộc dòng gấm nè. Cặp ly này là thuộc dòng ly gấm nha anh chị. Bên trên viền ly là viền vàng và truyện. Bên trong nắp cũng có truyện. Mà dưới mặt ly như mặt ly cũng có truyện nha chị. Cặp ly này là cặp ly phu thê gấm, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, em để gần lại cho anh chị nhìn cái họa tiết gấm của cặp ly này nè. Nó không có một vết trầy xước nào mà nó. Tất cả các họa tiết này là hoàn toàn vẽ bằng tay nha anh chị. Rồi mặt dưới có ký truyện. Bên trong nắp cũng có ký truyện luôn nha. Rồi đường kính miệng của ly nhỏ là 6 và cao là 8. Đường kính miệng của ly lớn là 7 và cao là 9 nha anh chị. Cặp ly phu thê gấm này anh chị thích thì lên cho em mã E34 giá 1.050.000 cặp ly này nha. E34 1.050.000. Rồi em lên mã tiếp theo. Em có một cặp cặp chiến bé bé nha. Em có một cặp chiến như thế này. Họ tiết là vẽ bằng men xanh lam nha anh chị. Họ tiết vẽ tay bằng men xanh lam. Viền của chén này là viền nhúng nhẹ nha anh chị. Họ tiết bên ngoài là được vẽ bằng men xanh lam. Ở mặt dưới là có ký truyện đầy đủ. Và cặp ly này á, là nó có hai ký truyện nha. Một là truyện vẽ, hai là truyện chìm và truyện chìm nha anh chị. Có hai truyện, một là truyện vẽ, hai là truyện chìm sát bên. Ly này miệng là 8.5 và cao là 6 nha anh chị. Anh chị thích cái cặp ly này thì lên cho em mã E35 giá 80k. Rồi lên cho em mã E35 giá 80k hai chiếc này nha anh chị. 80k hai chiếc mã E35. Em lên mã tiếp theo. Bộ tôn dòng ngũ sắc, họ tiết dây nho nha. Bộ này em có 5 chiếc. Chiếc tô này, dòng tô này là dòng tô ngũ sắc nha anh chị, họa tiết dây nho. Viền nhúng và có vỉa vàng nha. Viền nhúng và có vỉa vàng nha anh chị. Họa tiết bên trong nè. Họa tiết trong ngoài cực kỳ đẹp luôn. Viền nhúng nhẹ. Rồi, mặt sau có ký truyện và có một vỉa một cái viền vàng ngay chỗ ở dưới cái đáy tô này. Cặp tô này không có bị tì vết, không có bị phai viền vàng gì hết nha anh chị.
Rồi bộ này 5 chiếc, không tì vết gì hết. Dòng này là dòng ngũ sắc họa tiết trong ngoài, viền vàng, mặt dưới có ký truyện đầy đủ. Bộ 5 chiếc này đường kính, đường kính là 14 và cao là 5. Rồi anh chị thích cái bộ này thì lên cho em mã E36. E36 giá 750k 5 chiếc nha anh chị. Rồi E36 750k 5 chiếc như thế này, cực kỳ đẹp luôn, không một tì vết gì hết. Rồi em lên mã tiếp theo, em có một chiếc khay. Khay này là khay bấm mứt nha chị. Khay này là khay bấm mứt mình để trưng ngày Tết nè. Khay này có thể xây được như vậy. Và mấy cái này mình có thể tháo rời nha, dễ dàng vệ sinh. Có thể tháo rời từng cái như thế này. Đó. Lúc nào mà mình dùng á thì mình đem ra mình xếp lên. Còn lúc nào mà mình không dùng tới thì mình có thể xếp lại như thế này là mình cất nè. Để qua mặt đường đuổi. Rồi bộ này em kèm khay như thế này nha anh chị. Bộ bánh mứt này em kèm khay nha. Nó gồm có 5 cái khay hình cánh quạt và một cái khay tròn nhỏ bên trong. Viền là viền men xanh lam, họ tiết lá bên trong. Em báo với anh chị là bộ khay này nè, cái đế này mình có thể là mình hâm đồ ăn được, chịu nhiệt được nha anh chị, bỏ vào lò vi sóng được. Và có truyện ký đầy đủ nha. Mỗi chiếc như thế này đều có truyện ký. Đó, một bộ xoay như thế này. Chiếc khay tròn nhỏ bên trong đường kính là 7 và cao là 4 nha anh chị. Rồi cái khay bên ngoài là đường kính là 13, cao cũng là 4 luôn. Bộ này có kèm khay xoay như thế này. Rồi anh chị thích cái bộ này thì lên cho em mã E37 giá 350k bộ này. E37 giá 350k bộ này. Dòng này là dòng ngũ sắc đen nha. Ly này thuộc kiểu như mà mình uống trà gừng đồ nè. Đây nè, cái nắp của nó, cái nắp của nó rất là tiện luôn, nó có cái, nó có chỗ mài gừng cho mình luôn. Rồi dòng này là dòng ngũ sắc đen. Ly này là mình để mình uống trà gừng hoặc là trà nóng đồ, có cái chỗ mài gừng trên này cho mình luôn. Rồi ly này là em có 2 chiếc. Lúc mà mình cái ly này nó tiện dụng lắm luôn nha anh chị. Lúc mà mình uống trà gừng á thì mình lấy cái nắp này mình bào gừng xong rồi mình đậy lại cho nó nóng. Còn lúc như mà mình không thích uống trà gừng nữa, mình uống cà phê không, thì mình lấy cái nắp này mình treo lên, mình lấy cái ly mình uống cà phê thôi. Rồi dòng này là dòng ngũ sắc đen, có nắp đậy như thế này. Mặt dưới không có ký truyện nha anh chị. Mặt dưới không có ký truyện. Đường kính của miệng ly này là 8 và cao là 7. Rồi anh chị thích cái cặp ly này thì lên cho em mã E38 giá 120k một chiếc nha. 120k một chiếc như thế này. Rất là tiện lợi luôn.
em lên mạng tiếp theo em có một bộ khay hình chữ nhật. Khay này là khay 2 ngang nha, khay ngũ sắc hình chữ nhật. Họa tiết xung quanh, họa tiết xung quanh là họa tiết ngũ sắc nha anh chị. Viền là viền của khay này là viền sô cô la. Họa tiết hoa đào bên trong lòng của khay. Mặt sau của khay không có truyện nha anh chị. Rồi khay này là khay hai ngang, ngang bên ngoài là mình có thể đựng thức ăn, còn ngang bên trong mình có thể mình dùng là mình đựng nước tương hoặc là nước chấm gì đó. Rồi khay chữ nhật, họa tiết ngũ sắc viền sô cô la, hai ngang, mặt sau không có truyện. Kích thước của khay này dài là 19 và ngang là 14 nha anh chị. Kích thước là dài là 19 và ngang là 14. Em có bộ 3 chiếc như thế này. Rồi anh chị thích thì lên cho em mã Y 39 giá 90k một chiếc nha anh chị. 90k một chiếc khay ngũ sắc như thế này. Y 39. Em lên mã tiếp theo, một cái tô căn size lớn nha anh chị. Tô này là tô size lớn nha. Họa tiết là vẽ nổi nha anh chị, mình sờ vào mình có thể cảm nhận được từng cái đường vẽ của các cái họa tiết này nha, vẽ nổi nha anh chị. Viền là viền bèo nhúng, có họa tiết trong và họa tiết ngoài, vỉ hoa cực kỳ đẹp luôn. Tô này là tô size lớn, viền nhúng họa tiết trong ngoài, mặt sau có truyện ký nha anh chị. Mặt sau có truyện ký hình bông hoa như thế này. Tô này cầm rất là nặng tay luôn nha anh chị. Tô này là cũng phải hơn 1 ký mấy nè. Cầm rất là nặng tay luôn chứ nó không có phải là mỏng nhẹ đâu. Rồi, đường kính của tô này là 22 và cao là 8 nha anh chị. Đường kính là 22 và cao là 8. Anh chị thích cái tô này thì lên cho em mã E40 giá 700k chiếc nè. E40 giá 700k chiếc nè. Rồi em lên cho anh chị một cái mã, một mẫu tô size lớn nữa nè. Tô này size lớn hơn tô nãy luôn. Tô này là thuộc dòng ngũ sắc nha. Bên trong là vẽ họa tiết chim, hoa mẫu đơn và hoa đào. Nói chung là họa tiết trong ngoài. Viền của tô này là viền đỏ, nhúng nhẹ. Và em báo với anh chị, em báo với anh chị là cái viền đỏ này nè, nó hơi bị phai một chút xíu nha. Cái viền đỏ này nó hơi bị phai một chút xíu. Còn ngoài ra tô này không có trầy xước, không có bị gì hết nha. Nó chỉ có bị phai viền một chút xíu thôi. Viền bèo nhúng nhẹ, họa tiết trong ngoài, họa tiết bên trong là chim và hoa mẫu đơn, hoa đào. Tô này có ký truyện đầy đủ luôn nha anh chị. Tô này mặt sau có ký truyện đầy đủ, họa tiết trong ngoài. Rồi đường kính của tô này là 24 và cao là 8. Anh chị thích cái tô này thì lên cho em mã E41 giá 700k luôn. E41 giá 700k. Em lên mã tiếp theo, em có một bộ tô lỡ nha. Tô lỡ, tô
tô này là tô lỡ nha anh chị. Chỗ em thì họ họ là tô mà ở ngoài Bắc thì người ta gọi là cái bát lỡ. Viền của nó cũng là viền của cái bát này cũng là viền bèo nhúng. Viền bèo nhúng nha anh chị, và cái em báo với anh chị là cái đế của tô này cao tầm khoảng 1 đến 2 xăng này. Nói chung là tô này đế cao. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Họ tiết hoa. Hoa trong hoa ngoài. Bộ này 4 chiếc. Không dăm mẻ, không có bị trầy xước đồ gì hết, nói chung là mới. Rồi đường kính của tô này là 15 và cao là 7 nha anh chị. Đường kính của tô này là 15 và cao là 7. Viền bèo nhúng họ tiết trong ngoài. Mặt sau có ký truyện đầy đủ. Bộ này 4 chiếc. Anh chị thích thì lên cho em mã E42. Giá là 60k một chiếc nha anh chị. Em có 4 chiếc E62 giá E42 giá 60k một chiếc. Lên một bộ đĩa size nhỏ, đĩa men xanh lam. Đĩa này là họ tiết vỉa hoa mẫu đơn và men xanh lam nha chị. Đây, màu xanh này là xanh lam nè. Đĩa này theo kiểu lục giác nha. Đĩa size nhỏ theo kiểu lục giác. Bộ như thế này có 4 chiếc. Họ tiết hoa mẫu đơn xanh lam. Mặt dưới có ký truyện đầy đủ luôn nha anh chị. Mặt dưới của bộ đĩa này có ký truyện đầy đủ. Rồi bộ tô 4 chiếc như thế này. Đường kính của đĩa bộ đĩa 4 chiếc. Đường kính của đĩa là 15 và cao là 3. Bộ đĩa này 4 chiếc. Mặt sau ký truyện đầy đủ. Mặt trước là họ tiết hoa mẫu đơn men xanh lam. Rồi anh chị lên cho em mã E43. 4 chiếc này 140k 4 chiếc nha. E43. E43 140k 4 chiếc. Em lên cho anh chị một cái mẫu gạt tàn xưa nè. Cái này mình có thể dùng làm gạt tàn cũng được, mà mình nó là cái gạt tàn, nhưng mà mình có thể mình làm cái dòng trà cũng được đó. Bỏ cái bình trà đứng giữa xong rồi úp mấy cái ly xung quanh thành một cái dòng trà cũng đẹp. Rồi cái gạt tàn này là gạt tàn theo dòng xưa nha anh chị. Tất cả cái họa tiết ở trên cái gạt tàn này là đều là vỉa bằng tay, từ hoa đào cho tới xi lon, vỉa bằng tay hết nha anh chị. Bởi vì cái dòng này là dòng xưa nên là nhìn nó hơi cũ, chứ không phải là giống như mấy cái hàng bây giờ là nhìn nó mới len keng. Dòng xưa thì lúc nào người ta vỉa bằng tay nên là nhìn nó cũng bị cũ, tại vì xưa. Rồi gạt tàn này mặt sau có truyện ký truyện đỏ. Gạt tàn này là dòng xưa, họ tiết là vỉa bằng tay, không có trầy xước, không có tì vết gì hết nha chị. Rồi gạt tàn này đường kính là 23 và cao là 6. Đường kính là 23 và cao là 6. Họ tiết hoa đào xung quanh đây. Bên trên là một chiếc xe lon. Chiếc xe lon này người ta vỉa nổi nha anh chị. Sờ cộm tay nha. Rồi anh chị thích cái này, thích cái gạt tàn này thì lên cho em mã E44. E44 giá. E44 giá 300k cái này nha anh chị.
Rồi em chào cô chú anh chị, em xin phép em dừng video.